Nữ danh ca Lệ Thu qua đời. Sau một thời gian chống chọi với cơn bạo bệnh, nữ danh ca Lệ Thu đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ tối ngày 15 tháng 1 năm 2021. Chúng ta cùng cầu nguyện cho linh hồn Cecilia Lệ Thu an nghỉ trong tình thương yêu của Thiên Chúa và mẹ Maria. Từ đây nước mắt mùa thu sẽ thôi không khóc thân phận người. Nước mắt mùa thu khóc ai trong chiều, hàng cây chúa ai nhớ trang điều hiu, từng chiếc lệ khô vàng héo, buồn cho từng kia nằm trong bộ giáo tên đời quên. Nước mắt mùa thu khóc hương triền miên, nước mắt mùa thu khóc trong đêm dài, mùa mưa chảy vui tiếng mưa buồn rơi, người say ngồi tình yêu lừa dối, giọt mưa tìm tôi chia lần lối với người hoài chim. Nước mắt mùa thu khóc cho cuộc tình, nước mắt mùa thu khóc cho hạnh phúc mong manh vụt đến rồi tan tành. Nào nguôi khóc cho đời buồn thần linh rồi người xa tôi xa thôi. Nước mắt mùa khóc thương một mình, một đời ca sĩ trong buồn tên, giọng ca buồn bã vào trong đời của thời gian còn đó, còn thương còn nhớ trời ơi. Nước mắt mưa Lệ Thu, giọng ca vàng của tân nhạc Việt Nam, qua đời ở tuổi 78 sau gần 2 tháng chữa COVID-19 tại bệnh viện Orange Coast Memorial, California. Chị Cẩm Tú, con gái của danh ca, cho biết bà qua đời vào lúc 19 giờ ngày 15 tháng 1 giờ địa phương sau thời gian nguy kịch được chăm sóc tại phòng hồi sức đặc biệt ICU trong tình trạng phổi không hoạt động, dùng máy trợ thở hoàn toàn. Khoảng một tháng trước, bà bị ho, cảm nên đi khám, được chẩn đoán nhiễm COVID. Khi nhập viện điều trị, tình hình danh ca khả quan hơn. Tuy vậy, bà được chuyển vào ICU do ăn nhiều đồ ngọt, lượng đường tăng cao, thở bằng máy vì yếu sức. Cuộc sống của danh ca Lệ Thu chăm chút cho sức khỏe, tập thể dục đều đặn, ăn uống lành mạnh, không rượu bia, cà phê, thuốc lá. Thực sự bất ngờ khi chúng ta biết rằng danh ca Lệ Thu qua đời vì COVID-19.
Tuổi cao nhưng danh ca Lệ Thu có lối sống năng động, hầu như luôn tự lái xe khi đi lại, sử dụng thành thạo smartphone, đúng giờ giấc và chủ động công việc với tác phong của người trẻ. Lệ Thu là một trong ba tên tuổi ca sĩ nổi tiếng làng nhạc Việt trước năm 1975 đến nay. Bên cạnh Thái Thanh Khánh Ly, bà sinh năm 1943 tại Hải Phòng, tên thật là Bùi Thị Oanh. Bố mẹ bà sinh được 8 người con, tuy nhiên 7 con đầu đều qua đời khi bà mới chỉ lên 3. Bà vốn sinh trong một gia đình khá giả, do khúc mắc chuyện gia đình, mẹ bà đưa bà vào Sài Gòn sinh sống khi bà mới 10 tuổi. Năm 1959, khi còn học trường Les Lauriers, nay là trường tiểu học Đuốc Sống, quận 1, Sài Gòn, được bạn bè cổ vũ, bà lần đầu hát với ca khúc Tà Áo Xanh, gian dở của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Chất giọng của bà được ông chủ phòng trà Bồng Lai để ý, ngỏ lời mời đi hát. Ban đầu sợ mẹ không chấp nhận, bà từ chối. Ông ra sức thuyết phục bà đến hát ở phòng trà, kèm theo một khoản thù lao hậu hĩnh. Khi được hỏi muốn gọi với nghệ danh là gì, bà lập tức nói Lệ Thu. Sau này trả lời phỏng vấn, bà cho biết: tôi hiểu chữ lệ mang nghĩa buồn lắm, là nước mắt, và mùa thu cũng sầu không kém. Thế nhưng lệ ở đây có nghĩa là mỹ lệ, là một mùa thu rất đẹp. Đến giờ tôi vẫn không hiểu tại sao cái tên này lại được bật lên một cách tự nhiên như thế. Từ năm 1968 đến năm 1971, tiếng hát Lệ Thu cuốn hút khán giả đến các vũ trường trung tâm Sài Gòn. Thời gian đầu bà thường trình bày những nhạc phẩm Anh, Pháp, Love and Rose, A Certain Smile, Lammer, Love is a Many Spendal Thing. Ngoài đi hát tại các tụ điểm, bà còn ký giao kèo hợp tác thu thanh băng nhạc, khởi đầu cho thời kỳ đỉnh cao trong nghề. Theo báo chiếu đương thời, bà thuộc top 3 giọng ca ăn khách nhất Sài Gòn lúc bấy giờ, bên cạnh Thái Thanh và Khánh Ly. Nổi tiếng với giọng ca khàn ấm, âm vực rộng, Lệ Thu được nhiều nhạc sĩ viết tặng riêng các ca khúc như Nước Mắt Mùa Thu, Phạm Duy, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Trường Sa, Thu Hát Cho Người, Vũ Đức Sao Biển. Sinh thời, nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển từng viết Thu Hát Cho Người để nhớ về mối tình thời trung học ở Quảng Nam. Sau đó, ca khúc in đậm, dấu ấn của giọng hát Lệ Thu trở thành một trong những bản tình ca thành công nhất của bà. Thập niên năm 1970, tên tuổi bà gắn liền với nhạc sĩ Trường Sa, sau khi bà là người đầu tiên thu âm ba sáng tác nổi tiếng của ông: Rồi Mai Tôi Đưa Em Đi, Xin Còn Gọi Tên Nhau, Mùa Thu Trong Mưa. Nhạc sĩ Trường Sa từng kể, năm 1969, khi chạy trên đường phố Sài Gòn, nghe tiếng hát Lệ Thu lồng lộng qua khung cửa sổ phòng trà Tự Do, ông lập tức dừng lại, viết những câu đầu tiên trong Xin Còn Gọi Tên Nhau. Tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng, chiều đông đưa những bước chân đau mòn. Bà cũng thành công với cùng nhiều tác giả khác: Phạm Đình Chương, Dương Thiệu Tước, Cung Tiến, Y Vân, Từ Công Phụng. Sau năm 1975, bà cùng gia đình sang Mỹ định cư. Danh ca Lệ Thu tiếp tục hoạt động nghệ thuật, thu âm nhiều album. Năm 2007, bà về Việt Nam tham gia đêm nhạc tưởng niệm Trịnh Công Sơn, Rơi Lệ Ru Người. Năm 2013, bà gặp tai nạn giao thông ở Mỹ, xe bị phương tiện khác tông từ phía sau, danh ca nhập viện cấp cứu khi chỉ còn một tuần nữa là tổ chức live show bên Việt Nam. Được bác sĩ khuyên nghỉ dưỡng để chấn thương hồi phục, bà vẫn quyết tâm về nước vì không muốn lỡ hẹn với khán giả. Thời gian trước khi bệnh nặng, thỉnh thoảng bà về nước dự các đêm nhạc nhỏ, làm giám khảo các cuộc thi. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, con cái trưởng thành, lập gia đình, bà sống một mình ở thành phố Fountain Valley, California, duy trì niềm đam mê ca hát.